Giới thiệu tên em đây là cây mai đột xanh, mai giáng long, nằm chậu rất to, chậu khoảng 80. Bộ đế của các anh em. Đây là hoa. Hoa này anh em. Một cánh, hai cánh, ba cánh, bốn cánh, năm cánh, sáu cánh. Hoa rất sáng và tươi. Bông búp mới các anh em à. Cày quá đẳng cấp luôn. Anh em nào thích sưu tầm thì liên hệ trực tiếp với mình nha. Cây này cây của mình, cây vườn nhà.